Vâng, nhìn rõ chưa? Thấy chưa? Ok. Ok nha. Ok. Chính là cái bài điện thoại này nó vào ghim nha. Vẫn nghe bình thường à? Ok. Ok, nếu không nghe bị giật thì nhắn tin báo. Ờ, ok. Tiếp nha. Hôm nọ đang đến nơi thần nào rồi nhỉ? Được chưa? Các cục đấy, Hello, Hello Zuki Dung. Được chưa? Đã thấy rồi này. Nhớ nha. Cái xem này. Ví dụ mệnh mình là ở đâu, nói rồi. Tam hợp, nói rồi. Tam hợp tức là cái cục ấy. Ví dụ mệnh ở đây này. Mệnh nhận tới đây chẳng hạn. Thì phải xem ba cái cung tam hợp này này. Hai cung nào? Mệnh, phụ. Đây là quan mà mình là thế, tại vì cung mệnh ở đây tài ở đây này. Sẽ đang xem cung hai cung chính chiếu. Đây là tính gì? Ok, cái nét cơ bản. Sẽ xem được cái nét cơ bản nhá. Mạng ở chỗ em yếu quá. Ừ. Đến học đến bộ mệnh tài quan nhá. Bộ thứ hai là phúc, vận phụ phúc. Hai bộ quan trọng nhất này, phúc này, điền quan nô di ách tài tử phu thê này, nó tính vào bộ thứ hai. Bộ người ta hay rất hay gặp đấy chính là bộ này này, được chưa? Hai cái bộ này nó gọi là các bộ cường cung, các cường cung, được chưa? Mệnh phúc điền quan nô di ách tài tử
phu thê nhân huynh đệ, được chưa? Vậy người ta chia, vậy người ta chia ra như thế nào để cho nhìn thấy rõ nhất? Chia ra nhá, tính chất các sao mình sẽ gửi rồi, ba vòng thái tuế này, tràng sinh này, vòng thái tuế, vòng tràng sinh, ok. Mọi người nhìn rõ không nhỉ? Ok nhá. Nó chia thành hai trường phái là nếu cứ cung nào nó cường cung nhá, chỉ xét cái mạnh cung mạnh trước. Xét cung phụ sau. Tử vi. Ok. Nhá. Tử vi này. Tử vi này. Nó mang phúc, mang điều tốt đến, phủ thiên phủ này, viết tắt thôi nha, thiên đồng này. Sao lớn này, đồng này, thái dương, nhớ nhá, đây là một cái bản đồ lá số này. Ok chưa? Được chưa? Thái dương thì nó chỉ đẹp từ dần đến thân thôi, không đẹp từ đây đến đây. Thái âm thì ngược lại, từ dậu đến xỉu, không đẹp từ dần đến thân. Nên thái dương thái âm nó rơi vào lưỡng. Ok. Nó không thể tính hoàn toàn là giáng túc phúc giáng họa hoàn toàn cả. Ok nha. Thiên đồng. Trung bình, thiên lương, đây là tốt, vượng, tốt, vượng, không tốt, tù. Ok, được chưa? Những ngoại trừ những cái sao mà không ghi trong đây nhá, nó có tính chất là giống như thái dương đấy, nó lượng tính nó chỉ tốt khi nào, ví dụ thái dương từ dần đến thân thì tốt, từ cái này thì nó lại không đấy. Nhưng mà những cái sao này là gieo phúc giáng họa, nó mặc định. Ok, thiên lương, thiên lương này. Ok, thiên lương đúng không? Những cái sao này ổn này, thiên tướng nữa. Này thuộc sát này, liêm chinh này, liêm chinh này, phá quân này, thất sát này, tốt, vượng, phúc, tù, sát, phủ, đồng, lương, tướng, nó chỉ mang tính chất tương đối thôi nha. Ok. Cự môn, tham lang. Cự môn tham lang. Thái âm thái dương nó chủ về quan quý, nhưng mà nó thái âm thái dương nó chỉ vào nhắc nhở thái âm thái dương rồi. Thái dương thái âm. Đây cái trường hợp đặc biệt một chút. Ok. Kình dương đà la thì giờ sát kình dương. Mọi người có nghe rõ không nhỉ? Mọi người có nghe rõ không? Kình dương đà la sát. Để cái này phân biệt để nói cho dễ đây. Hỏa tinh, linh tinh, địa không, địa kiếp, lục sát. Ví dụ là lục sát nhá. Lục sát đây, nó tính vào đây này. Không kiếp, địa không, địa kiếp này, địa không, địa kiếp, địa không, địa kiếp, có thấy không nhỉ? Địa không, địa kiếp thì là hỏa tinh, linh tinh, hỏa tinh, linh tinh, bại nữa, sát, bại, lục bại, tam môn,
Bạch Hổ, Hao, Song Hao, Đại Tiểu Hao á, Thiên Hư Thiên Khốc, Hư Khốc. Ok. Này Văn Sư Văn Khốc tính vào tốt này, vượng này. Lại nhìn về bộ bên này nhá. Xong này quay bảng nhỏ. Ok. Văn Xương. Văn Xương một tác là Xương. Văn Khúc cái khác là Khúc. Văn Xương Văn Khúc. Thiên Khôi Thiên Việt Quý Nhân. Văn Xương Văn Khúc là chủ vào của hành. Ok. Dần dần thuộc hết các tính nhân các sao đi. Tử Vi này, Phúc Đức Ôn Hòa Giáng Quyền Giáng Phúc này, Thiên Phú là kho chứa này, Tiền Bạc này, Thiên Đồng là chủ về Phúc Đức này, Phúc Thiện này, Thiên Lương là chủ làm thầy này, Thiên Tướng là mặt hoa ra phấn hoặc là Thiên Tướng là chủ cây bút này, cái Thái Dương Thái Âm là chủ về Nhật Nguyệt này, Xương Văn Xương Văn Khúc là chủ về học hành thi cử, Thiên Khôi Thiên Việt Khôi Việt Quý Nhân là chủ về Quý Nhân, Khôi Việt Quý Nhân được chưa. Tả Phù Hiểu Vận, Tả Phù Hiểu Vận nó vẫn tính là tốt bởi vì sao, nó phù hiểu vận. Tả Phù Hiểu Bật nhá. Tả Phù Hiểu Bật. Ok. Bên này Lộc Tồn Hóa Lộc, hai cái sao giúp cho người ta đỡ đói ăn. Lộc Tồn Hóa Lộc. Lộc Tồn Hóa Lộc. Lộc Tồn Hóa Lộc. Lộc Tồn Hóa Lộc được chưa? Hóa Quyền Hóa Khoa Hóa Kỵ. Hóa Quyền tăng quyền hành, tăng sức mạnh và hóa quyền, hóa khoa may mắn, cứu giải hòa hại, khôn khéo, hóa kha. Hóa kỵ nó nằm ở đây này, hóa kỵ nó xâm vào lục sát, lục bại, tù tinh, hóa kỵ được chưa. Đại Tiểu Hao vào đây rồi, tăng môn Bạch Hổ bên này rồi, Thiên Khốc Thiên Hư rồi, Thiên Mã. À hôm nay nói về sao Thiên Mã nhá. Thiên Mã trong Thiên Lương phái người ta rất trọng sao Thiên Mã, sao thái đấy. Nay mình nói qua Thiên Mã ấy. Thiên Mã nó chỉ nằm tại bốn cung này thôi này. Dần thân tỵ hợi, dần thân tỵ hợi. Nhìn Thiên Mã rất dễ, kể cả Lưu Thiên Mã rất là lưu hôm sau nói, nhưng mà sao Thiên Mã nó nằm tại cung nào nhá. Thiên Mã nó nằm tại cung nào thì tăng cái sự vận động của cung đấy. Thiên Mã nằm tại cung nào để tăng sự vận động. Sự vận động dịch chuyển thay đổi biến đổi của cung đó, tốt tốt lên mà xấu xấu đi. Nhưng mà dịch mà trong kinh dịch thì nó trọng về sự thay đổi, vậy Thiên Mã nó vẫn tính ở đây này. Thiên Mã, Thiên Mã trên hôm sau mình sẽ gửi cái một cái, có một cái ảnh à, có một cái clip, có một cái clip của bên phái Thiên Lương ấy, nó chuyên về Thiên Mã luôn, nói rất hay, mình sẽ gửi cái clip đó cho các bạn nha. Thiên Mã Thái Tuế, vòng Thái Tuế. Ok, Thái Tuế vẫn tính vào bên này. Thái Tuế toàn gặp sao đẹp này thì Thái Tuế sự tới tốt, nhưng mà toàn gặp cái sát bên này thì Thái Tuế nó sẽ đánh sát thôi, nhưng mà vẫn tính là Thái Tuế là tốt. Ok. Long Trì Phượng Các, Long Trì Phượng Các, Long Trì Phượng Các. Thường thường thêm cái từ giải thần nó thành bộ mà. Giải thần tốt mà, sao này sao cát. Long Trì Phượng Các giải thần được chưa. Xóa dần nhá, xóa dần nhá, vẫn là cái bảng hai bên. Xóa dần. Ok. Đào Hoa Hồng Loan, đào hoa là chỉ đào hoa sắc diện tươi mới. Hồng Loan, Hồng Loan chủ về quần áo màu sắc lòe lòe. Đào Hoa Hồng Loan. Ok. Thiên Hỷ,
may mắn, thiên hỷ, may mắn. Ok, thiên hình, thiên diêu, thiên hình này, hình nó lắm trong bộ không tốt này. Bên này nhá, thiên hình nhá, thiên hình nó nằm ở đây này, thiên hình này, hình, thiên diêu, thiên hình, thiên diêu. Ok, thiên quan, thiên phúc, quý nhân. Thầy nào mà theo đường pháp ấy thì thiên quan, thiên phúc, quý nhân. Thiên quan, thiên phúc, quý nhân ở đây này. Thiên quan, thiên phúc là thuộc hàng quý nhân. Thiên quan đây quý nhân không? Thiên phúc, ân quang, thiên quý, quý nhân. Ân quang, thiên quý đều thuộc hàng quý nhân hết. Tức là may độ may mắn trong cuộc sống nó được phù trợ, hiểu không? Thiên quang, thiên phúc, quý nhân. Ân quang, thiên quý, quý nhân. Ok, thai phụ, phong cái. Thai phụ, thai phụ, phong cáo đều sao tốt hết. Phong cáo. Ok, thai phụ, phong cáo, thai phụ, phong cáo, thai phụ, phong cáo. Tức là thai phụ mình không nhớ chính xác lắm, nhưng mà phong cáo giống như là được bằng sắc, bằng bằng cấp, chứng chỉ ấy. Ok, hoa cái. Hoa cái là may mắn, khéo léo. Nó giống hoa hoa đấy, nhưng mà cái này dưới hoa hoa một chút. Hoa cái. Ok, tam thai bát tọa. Tam thai bát tọa vẫn là cái độ thai tọa, là cái may mắn. Ok, bên này nhá. Ok, tam thai bát tọa nha. Tam thai bát tọa. Tam thai bát tọa. Cái điểm may mắn, nếu cường cung nó vào những cái sao này, bên này, nếu cường cung nó sẽ có cách, các cách luận giải nó là cái độ may mắn, nó là cái gì nó tốt. Được chưa? Thanh Long. Thanh Long, Thanh Long, tướng quân, tấu thư đều bên này hết. Thanh Long, tướng quân, tấu thư, phi liêm, thiên hỷ, hỷ thần đều đẹp hết. Ok, bệnh phù, phục binh. Bệnh phù, phục binh. Bệnh phù cái này này. Bệnh phù, bệnh phù cái này này. Phục binh, quan phủ. Ok chưa? Bệnh phù, phục binh, quan phủ, trường sinh. Trường sinh, trường sinh. Trường sinh. Ok, mộc dục quan đới thì nó lâm quan, đế vượng thì bên này này. Trường sinh không cần phải ghi này nhá, vì hôm trước cho ghi rồi. Trường sinh, mộc dục, mộc dục quan đới, nó bên tốt vượng phúc hết. Đới lâm quan, đế vượng, suy vậy. Bên này là suy bậy, tử mộ tuyệt thai dưỡng, nhưng thai dưỡng nó vẫn tăng hơn một chút, nó đỡ hơn một chút, không sao cả. Ok, ok nhá. Về cơ bản là nói như thế, chia hai bộ cát và bộ sát như thế này này. Xét một cung người ta sẽ xét như thế này. Mình sẽ đưa một cái biểu đồ xét cơ bản, sau đó là chỉ ra nếu các thầy mà làm lâu năm người ta sẽ xét như thế nào.
nhưng mà mình chỉ làm xét cơ bản trước. Ok, mình xét cơ bản trước, mình sẽ xét là cung mệnh nó nằm ở đâu, cung mệnh nó nằm ở đâu, có sao tốt gì hay không, cung thân nó nằm ở đâu, có tốt hay không, mệnh thân tốt không. Thì trong đó ví dụ cung mệnh nó nằm ở đây, giả dụ cung thân nằm ở đây đi, quan đi, tài đi, cung thân ở đây đi, mệnh tài quan chứa là thân luôn. Xét cái cung này này là biết được cuộc đời vận trình của người ta, cuộc đời công danh sự nghiệp tài và mối suy nghĩ chính vận tâm chính. Thứ hai, mệnh thiên di khi đi ra ngoài hay là ở nhà như thế nào, cái độ may mắn của người ta là cung phúc đức ở đây này, phúc này, gia đạo này, gia đình là phu thê này. Xét hại các hai cái bộ này chính, vẽ cái này làm cho nó nhớ thôi, nhưng mà vẽ cái này vào các bạn sẽ lòng hoàng. Ok, chính chiếu người ta chỉ xem tất cả các thứ, mình sẽ xem tất cả các cung này là cung chính. Ok, về nét cơ bản là nó như thế. Bị lệch rồi à? À ok, ok ok nhá. Người ta sẽ vào mệnh, vào quan, vào tài bạch, đây, vào đây, vào đây, vào tài bạch. Sau đó mệnh phụ phúc đây là gì, sau xét cung thiên di, sau đến phúc đức cung phu thê, đấy những cung chính, chính trước. Hầu như xem như thế này người ta đã xem được cơ về cơ bản vận mệnh rồi, cơ bản tổng quan vận mệnh, mạnh tốt xấu. Ok, cơ bản tổng quan vận mệnh tốt xấu, tất cả các yếu tố người ta có thể hình dung được là con người này may mắn hay không, con người này mệnh tài quan công việc công danh sự nghiệp là gì, phu gia đạo chính là gì, cung phúc có được phúc hay không, thiên di, toàn bộ lúc này chia hai bên này, một bên tốt xấu một bên tốt. Nếu tổng hợp lại cả 6 cường cung này này, toàn bộ là cung tốt. Tuần triệt để hôm sau nói nhá, tuần triệt phải có một buổi để nói, không cần một buổi đâu, 30 phút rồi sao. Cái gì nhở? Gì nhở? Người ta chỉ cần nói như thế này, mệnh tài quan phúc phối gì là có một cái nhìn tổng quan về cuộc đời con người. Ok, còn những người lâu năm thì người ta sẽ xem như thế này. Ok nhá. Những người lâu năm người ta sẽ xem như thế này, nếu cũng là xem tổng quan đấy, nhưng người ta sẽ xem như thế này này. Đấy, mới cơ bản nó xem như thế, còn nếu những người lâu năm ấy, người ta biết rồi, mệnh tài quan ở đâu người ta biết xử rồi, người ta không xem như thế nữa. Người ta xem cung mệnh này, mệnh này của cung mệnh là mệnh gì này, thế tại đấy nó phù hợp với không này, cái tam hợp của mệnh này vẫn là cái tam hợp của mệnh, không thể tránh được. Tam hợp của mệnh này, nó như thế nào này, có đắc vòng thái tuế, đắc vòng trường sinh, đắc vòng lộc tồn hay không. Ok, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, xem cung chính chiếu, xem cung nhị hợp, cái này là nhị hợp ở đây này, và xem hai cung lân cận, cái này còn linh lân cận ở đây thôi, ví dụ cung mệnh nó nằm ở đây, được chưa? Nó tổng hợp cái xem này, xem 1 này, xem 2, xem 3, xem 4, xem 5, đây là trùng cung ở đây nhị hợp đấy nhá, chứ bình thường ra đây này, ví dụ cung này gọi là hai cung nhị hợp này, cái này còn gọi là hai cung nhị hợp này, cái này còn gọi là hai cung nhị hợp này, cái này là nhị hợp này, hai cung này còn gọi là nhị hợp này, hai cung này là nhị hợp này. Ok chưa, đọc được nhá, được chưa? Ok nhá. Ngọ mùi nhị hợp, hóa thổ, Tý Sửu nhị hợp hóa thổ, Hợi dần nhị hợp hóa mộc, Thân Tỵ nhị hợp hóa thủy, Tuất với Mão nhị hợp hóa hỏa, Thìn với Dậu nhị hợp hóa kim. Ghi lại
đúng chưa? Nhắc lại, ngọ mùi nhị hợp hóa thổ, tị thân nhị hợp hóa thủy, thìn dậu nhị hợp hóa kim, mão tuất nhị hợp hóa hỏa. Ok, dần với hợi nhị hợp hóa mộc, tí xỉu nhị hợp hóa thổ. Ok chưa? Thì xét một cung về lâu về lâu dài ấy, người ta sẽ xem nhìn một cung, người ta sẽ đánh giá trên mấy khía cạnh, thì người ta sẽ đưa ra một cái luận đoán nó gần chính xác hơn, nó chuẩn hơn. Dựa trên các bộ nha, đi người có nhóm, sao có bộ, lá số tử vi cũng có cách cục, cũng có bộ hết. Mọi người cứ nhớ lại cái điều quan trọng như vậy, là có thể vận dụng được. Hôm sau thì mình sẽ gửi về các bộ sao đấy, thì mình đã gửi các bộ rồi nha. Hôm sau mình sẽ gửi từng cung nó sẽ như thế nào. Ok chưa? Từng cung nào nó nằm ở vị trí như thế nào, nó sẽ như thế nào. Nó cũng chỉ là một cái lý thuyết thôi. Cái lý thuyết đấy nó sẽ đúng khi mình sử dụng nhiều. Ok chưa? Đâu rồi? Mọi người có nghe rõ không nhỉ? Ok nhá. Ok nhá. Các cách cục lớn mà hay nói trong lá số tử vi. Ok, mà rất nhiều người. Đây các cách cục cơ bản. Trên lá số hôm nay sẽ học các cách cục cơ bản. Còn ngoài các cách cục cơ bản thì mình phải nghiệm lý nhiều. Tức là phải tự xem cho mình, tự xem cho người. Phải nghiệm lý. Bộ môn này cần nghiệm lý thì mới có thể làm được. Có nghe rõ không nhỉ? Có nghe rõ không nhỉ? Hôm nay sẽ là các cách cục cơ bản. Các cách cục cơ bản. Các cách cục cơ bản trên lá số tử vi nhá. Còn toàn bộ tài liệu mình sẽ gửi cho. Tài liệu này không phải là cái tài liệu hôm qua mình gửi cho mọi người đâu. Tài liệu hôm qua mọi người gửi là cái tài liệu về tử vi mọi người đọc dần thôi. Còn cái tài liệu này là cái tài liệu giống như đi theo cái giáo trình như thế này này. Các cách cục cơ bản. Ok. Một, phú cục. Phú cục tức là giàu có. Ok. Tài ấm, giáp ấm. Ghi lại. Tài ấm, giáp ấm. Tài ấm giáp ấm là gì? Là cung mệnh hay cung điền hay cung tài nó sáng, có thiên lương giáp cung hoặc thiên lương thiên ấn thiên tướng đều tốt. Ví dụ nhá, trên lá số như thế này này, ấm là chỉ thiên lương. Hai cung mà muốn xem người ta có giàu có hay không á, tiền bạc nhiều hay không ấy, hai cung mà nhìn nhiều nhất đó là cung tài. Ví dụ cung mệnh người ta ở đây, mệnh ở đây, mệnh phụ phúc điền quan, mệnh phụ phúc điền này, đây là điền này, nhìn vào điền này, điền quan nô di ách tài, đây tài đây, tử gia nhân. Ok, xem hai cung này này, có sao thiên tướng không, có sao thiên lương không, có sao thiên tướng không, hoặc thiên lương không, nó nằm ở cung tam hợp không, tam hợp chính chiếu vào cũng được, tam hợp nó chính chiếu vào cũng được, chính chiếu vào đây cũng được, hoặc nhị hợp nó sang cũng được, nó có gặp sát ác sát hay nó phá không, nó chỉ cần không phá tướng lương như thế này, hội vào cung điền hoặc hội vào cung tài, cách hội là nó như thế này này, hội như thế này, hội như thế này, hội như thế này, hội như thế này, hoặc tòa thủ đây không bị phá, không bị phá nhé, tướng lương không bị phá, phá không bị tuần trượt,
thì còn gọi là cách tà ấn sát ấn, tức là phú cục. Ok, được chưa? Nó cũng chỉ là cái cách cục cơ bản thôi, cách cục cơ bản thôi. Ok, vẫn là như thế. Cung điền này hoặc là cung tài này có nhiều các tinh, ví dụ tử phủ phù tướng hay các thứ khoa quyền lộc khôi khoa, xem giàu có hay không, nó nhìn vào cung điền và cung tài, xem các cung này nó hội hợp vào như thế nào. Cái này là một cách cục thôi, mình sẽ đọc mấy cái cách cục, không cần phải học tên cách cục là gì, chỉ cần biết cái ý vì sao cơ bản, tức là xem hai cung tài và cung điền, người ta sẽ nhìn ngay ra là có được hay không, được chưa? Đó còn gọi là phú cục. Điền và tài nhé, nhìn các cung này, ảnh hưởng của điền và tài này, thấy chưa? Mọi người có hiểu không nhỉ? Có hiểu cung điền và cung tài như thế này không? Tức là xem tất cả các yếu tố xoay quanh cung điền và cung tài, người ta sẽ biết được đấy có vượng hay không, nó không bị phá thì có thể là tính vào phú cục. Phú cục xem hai quan trọng nhất là điền tài nhá, không quan trọng, không quan trọng mệnh, không quan trọng thân đâu. Ok, không quan trọng con cái, không quan trọng phu thê đâu, đó là phú cục. Thứ hai, quý cục, danh chức quyền quý, gọi là quý cục. Quý cục mọi người có hiểu không nhỉ? Quý cục vẫn là lá số như thế này. Quý cục là danh chức, là quyền quý. Quý cục là nó nằm ở đây này. Ví dụ nha, quý cục thì nó trọng cung mệnh, đặc biệt rất trọng cung mệnh. Ok, và cung quan lộc. Ví dụ mệnh phụ không quan trọng cung thân nhá, suy nghĩ cung thân là suy nghĩ thôi. Phúc, điền, quan, nô, di, ách, tài, tử, gia, tức là phụ thê, nhân. Ok chưa? Thì cái quý cục này nó rất quan trọng, tức là người được phú quý, công danh quyền quý hay không, người ta trọng vào cung mệnh, hai trọng vào cung quan. Ok, nếu hai cung mệnh như thế này, nó xét cung mệnh cung quan luôn luôn có thế tam hợp như thế này, đúng chưa? Mệnh quan tài, đúng chưa? Sau đó trung cung mệnh này, đây là cung tam hợp này, cung chính chiếu này, cung giáp này, hai cung giáp này và cung nhị hợp này, xem được hay không. Cung quan cũng thế, mệnh tài quan là có tam hợp rồi, chính chiếu là cung gia, gia nhị hợp là cung nô, hai cung hợp cung điền là cung nô, được chưa? Và cung chính chiếu là cung gia. Ba cái cung đấy nó đều gặp những cái cát tinh, nó không bị phá, hội hợp cát tinh, hợp cát tinh. Cái cát tinh là cái cát bên này này, cái toàn bộ cái sao bên này hôm trước lúc nãy vừa nói đấy, cát tinh không bị phá, tân chiên thì nó rơi vào quý cục. Ok chưa? Từ nhật xuất phù tang, thất sát triều đấu, cự cơ mão dậu, tứ phủ triều viên, tử phủ triều viên, nguyệt lãng thiên môn, hôm sau mình sẽ gửi hết nhá. Vì sao nó như thế thì mình giải thích ở đây rồi, nhật nguyệt tịnh minh, nguyệt lãng thiên môn, rồi mã đầu đới kiếm, rồi lộc mã, đó thuộc quý cục hết. Ok, bần tiện cục phải có chứ, và là vất vả, vất vả. Ok, người ta vất vả, nó có cái là sinh bất phùng thời, nhất sinh cô bần, nhật nguyệt tàng hung, và lộc phùng lưỡng sát. Ok, mã lạc không vong. Vất vả thì người ta tính vào cung mệnh như thế này này.
Giật à, giật à. Đây cách cục cơ bản thôi nhá. Chứ còn xử lý nhìn cái cách cục cơ bản này có thể luận cơ bản thôi. Còn xử lý vào việc nó phải xử lý, nó phải nhìn nhận thật kỹ. Tức là phải đọc đã, sau đó nhìn nhận sau nghiệm lý thật kỹ. Chưa gì không được nói với người khác đâu. Ok. Vất vả nó sẽ rơi vào, ví dụ cũng mệnh nó nằm ở đây này. Nó tuần triệt ở đây này. Tuần triệt thì khá là vất. Thứ hai, mã ngộ tuần triệt, ví dụ cung mệnh nó nằm ở đây, có thiên mã ở đây, cung ngộ tuần triệt, tuần một triệt đều khá là vất. Ok, đến lần ngộ tuần triệt thứ hai là gặp quá nhiều mệnh này, cung mệnh này, ví dụ cung thân ở đây, thân nằm tại quan, quá nhiều hội, quá nhiều sát tinh, mệnh thân hội hợp, quá nhiều sát tinh này, bại tinh này, hung tinh này thì rất khá là vất. Ok chưa? Phục lược sát, địa không, địa kiếp hoặc nhật nguyệt, thái dương, thái âm, hãm, thái âm, âm, hãm. Giống như từ dần đến thân thì đây là thái âm nó nằm ở từ dần đến thân thì hãm này. Thái dương nó từ dậu đến xỉu thì lại hãm. Ok. Nhưng mà vẫn có trường hợp này. Vẫn có trường hợp này là tạp cục, rất nhiều trường hợp. Cái này nó chỉ chiếm khoảng 20% thôi. Cái này tạp cục hầu như là 80% này. Tạp cục. Ok. Cung mệnh, cung thân, cung mệnh, cung thân ấy, cung giật thế nhỉ, cung mệnh, cung thân ấy, sáng sủa tốt đẹp, nhưng mà vận hạn, vận hạn này còn đẹp nữa, người ta còn gọi là gấm thêm hoa. Còn cung mệnh, cung thân mà xấu ấy, và vận hạn rất tốt, người ta còn gọi là rồng mây lại hội, gặp hội. Mệnh thân mà nó còn xấu, nhưng mà lại gặp những cái vận nó rất là tốt đẹp, người ta còn gọi là khô mộc phùng xuân. Được chưa? Vận vất vả nhưng mà lại tự mệnh vất vả, thân vất vả nhưng mà lại gặp vận hạn nó cát tinh, nó đẹp, nó lại còn đẹp. Được chưa? Sát tinh ác sát thì nó vận nó sẽ kém, còn không gặp ác sát cát tinh thì là ổn. Ok. Đối với cái cách cục chính sau mình sẽ gửi tài liệu nhá. Mấy giờ rồi? Phụ luận hôm sau sẽ là phụ luận về ngũ hành và đoán vận hạn, hướng dẫn xem hạn. Ok, hôm sau sẽ học này, phụ luận về ngũ hành, phụ luận phải phụ luận thêm ngũ hành thì các bạn mới đoán thêm được ngũ hành và giúp dự đoán hạn, bắt đầu đoán hạn. Trước khi cái này mình xử lý đủ bộ tài liệu nhá, tài liệu hôm nay dạy và tất cả các sao các bạn đọc theo cái bộ tài liệu này xuyên suốt thôi, còn lúc không cần thì mới dùng cái bộ tài liệu kia mình gửi hôm nay, còn cái bộ tài liệu mình cho mấy sao đấy ai rảnh có thời gian thì đọc. Được chưa? Được chưa? Rồi, cảm ơn cả nhà nhé. Hôm sau phần khó hơn chính là phần đoán vận hạn đấy. Sẽ gửi tài liệu sớm. Ok. Chào cả nhà nhé. Chào cả nhà nhé.